Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như giá lăn bánh tại Bắc Ninh cho dòng xe Toyota Cross thời điểm tháng 8 năm 2023 này. Thì tháng 8 cũng là một cái tháng giao giữa tháng 6 âm, nửa đầu tháng 6 thì là nửa đầu tháng 8 là tháng 6 âm, còn nửa sau tháng 8 là tháng 7 âm, hay còn gọi là tháng ngâu đấy. Theo quan niệm nhiều anh chị thì không muốn làm việc ở tháng 7 ngâu, thì hiện tại thì bên em cũng đang sẵn xe Cross và nhiều dòng xe khác để giao cho anh chị trước ngâu. Thì em xin phép báo giá cho anh chị về giá xe thời điểm hiện tại. Thì trước khi đi đến cái giá xe thì em xin phép cung cấp một vài thông tin. Thứ nhất là cái phiên bản Toyota Cross này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Thì hiện tại bên em đang hỗ trợ cho dòng xe này là 50% thuế trước bạ, để bởi vì là xe lắp ráp, xe nhập khẩu, nhưng mà để cạnh tranh với các dòng xe lắp ráp thì bên em đang giảm 50% thuế trước bạ cho anh chị, nên giá hiện tại đang rất là đẹp để anh chị lấy xe thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì em xin phép đi đến giá bán thời điểm hiện tại. Đối với phiên bản 1.8G, phiên bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết là 755 triệu. Thời điểm hiện tại thì bên đang giảm cho anh chị số tiền mặt là 46 triệu tiền mặt. Và thời điểm hiện tại lăn bánh thì anh chị chỉ chuẩn bị giúp em số tiền là 790. Và dòng xe bản G nói riêng và tất cả các cái phiên bản của Toyota nói chung là bên em đang hỗ trợ cho anh chị là 85% giá trị xe. Thì với cái số tiền vay như vậy thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền tối thiểu là 196 triệu để lăn bánh. Và phiên bản tiếp theo, phiên bản 1.8V là phiên bản trước mắt chúng ta đây, thì có giá niêm yết là 860 triệu. Và ở thời điểm hiện tại là bên em đang giảm cho anh chị là 41 triệu tiền mặt. Ngoài ra thì với cái giá lăn bánh bên trên, cái giá bán bên trên thì bên em lăn bánh tính ra sẽ rơi khoảng 910 triệu, và trả góp anh chị chỉ chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 224 triệu thôi. Phiên bản tiếp theo, phiên bản cao cấp nhất thì có giá niêm yết là 955 triệu và hiện tại bên em đang giảm là 51 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện. Ngoài ra thì lăn bánh sẽ rơi khoảng tầm 1 tỷ 05 triệu và trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 248 triệu là để mang xe về. Và vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán của dòng xe Toyota Cross phiên bản, các phiên bản ở thời điểm hiện tại. Thì sau đây em sẽ giới thiệu sâu hơn về chiếc xe này. Thì anh em cũng đã báo bên trên là xe thì có 3 phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Thì nhiều anh chị sẽ vân vân các phương án như là 1.8G và 1.8V, lựa chọn phiên bản nào. Thì nếu với những anh chị nó sẽ nhau khoảng tầm hơn 100 triệu thì nó sẽ hơn, thứ nhất là động cơ, khung cầu, máy móc là như nhau, cảm giác là như nhau. Tuy nhiên là khác nhau về thứ nhất là cụm đèn. Cụm đèn của bản G sẽ là đèn halogen, còn bản V sẽ là đèn LED. Phiên bản V sẽ có cam 360, có gói an toàn Toyota Safety Sense, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, rồi cảnh báo giữ làn, có cả đèn thích ứng này. Và ngoài ra thì cái la răng của phiên bản G là phiên bản dạng đúc, còn phiên bản V là được sử dụng la răng dạng phay, có cửa sổ trời, có giá nóc. Còn lại thì động cơ, khung cầu, máy móc thì như nhau. Còn phiên bản 1.8V và 1.8HV thì nó sẽ option nó sẽ gần như 95% là giống nhau. Chỉ khác nhau duy nhất về một yếu tố là phiên bản HV là có xăng lái điện, còn phiên bản V thì là thuần xăng. Đây là nội thất của xe. Ngoại thất thì có nhiều lựa chọn như trắng, đen, đỏ, nâu, xanh, bạc. Thì phiên bản trong nội thất thì cũng có hai lựa chọn là lựa chọn nội thất màu đen như trước mặt anh chị đây, và lựa chọn thứ hai là nội thất màu nâu đỏ. Thì tùy theo mệnh cũng như là sở thích của anh chị có thể lựa chọn cái màu nó phù hợp với anh chị. Đây cửa sổ chờ đấy ạ. Xe thì được trang bị cũng khá là nhiều tính năng, giữ làn này, tốc độ thích ứng này, rồi có điều hòa hai vùng tự động. Nội thất rất nhiều da luôn anh chị ạ. Ghế thì theo dạng, nếu mà anh chị lấy nội thất màu đen thì nó sẽ như thế này, còn màu đỏ thì ghế, da ghế màu đỏ, tất cả các miếng da màu đỏ, màu nâu đỏ chị ạ, màu đỏ đun đấy ạ.
Vâng, và vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán xe của thời điểm tháng 8 năm 2023 đối với dòng xe Toyota Cross. Anh chị nào quan tâm đến giá xe chi tiết hơn hoặc là các cần tư vấn thêm về các vấn đề khác thì anh chị vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.